Hello, xin chào mọi người, mến thương của mình. Mọi người bữa nay mình với mọi người đi bắt bộ tọt biển mọi người. Mình thấy chiều mưa nhiều quá trời nhiều luôn, lớn hơi lớn, nước sắp sắp mọi người. Bộ tọt kêu quá trời kêu, mình xả láng ra khô rồi. Mà mọi người theo chân mình đi bắt đây. Mọi người mới thấy một con chỗ này tuột mấy lần. Đâu? Vừa nào? Chỗ này vừa nó kè. Thấy không? Bắt đi. Dạ. Đây một con nằm trong gốc. Đó, thấy mình hơi lết rồi. Không chạy. Thấy không? Gồm hết. Rồi. Không tiêu rồi. Đây một con chảy lửa không nè. Nó bị quá, không biết sẽ bắt dính không nè. Không chạy. Nhặt lại. Ôi da, dạ. Nó có người lại chập liền đi. Chụp mấy liền. Con tầm bãi lửa không? Cua nữa không? Bỏ đâu đến đây vậy ông trời? Con cua bỏ này luôn này nha Dương. Thôi, đẹp chết. Mình bắt nghe mọi người. Con cặp chả bắt nữa, không biết bắt được không? Rộn. Nhát quá. Xuống dưới luôn ơi, bò đâu đây vậy? Bò đây. Đi xuống dưới. Đã mà người tối nó bò lên, nó kêu nó bò lên khô cái măng hồi chiều mưa mất mát trời nè. Chiều mất mát ra kia nó bò lên nó cái măng. Đó. Đấu dữ hay gì? Hốt ly. Con nó kẹp dữ lắm. Rồi thấy nó bỏ chưa? Nè, gian cạn ra. Đó, xuống đó, xuống đây lặn lại luôn. Nó nhỏ mà, nó khoảng 200 gram mà, mình không bắt nó. Đây con, nó ngọt. Nhát đi gần đó nè. Tay mình cầm con biết chụp nó dính không đây. Chụp. Ai con. Xếp bỏ vô, xếp bỏ vô. Đâu bữa nào? Ủa. Thì bá lửa vậy? Bằng con ếch luôn rồi. Con cần chạy thôi, con nặng mấy vào bộ tọt biển thôi. Đâu, nhắc con xuống rồi. Ủa, con nhắn bự. Con chạy bá lửa không? Không dám bắt đâu, chạy bắt đi. Chú bây giờ bắt đi. Nắm cái đậu nè. Ủa, nó bự. Nhắn đậu đi. Ủa, nó bự. Ủa, cái đuôi đi vô. Ủa, vô mánh khê à. Chú đang đi, con nhìn xuống dưới chân. Giật mình. Con nhắn bự như ông lù ghê hả? Hả? Ở dưới nước này rồi bò lên nè. Nước thấy mình chạy hơn. Thấy vậy. Mình thấy đem con không rồi. Nó trong nhắn đạn không. Mới thấy con rồi vậy. Nó dòm tầm 7 bả nó hụp xuống mất, nó lặn nó tiêu. Hay quá. Đang con đang làm. Nhạt dữ lắm. À. Lắm. Đang con. Đủ tốt. Còn con này nhỏ quá thả rồi.
xè xè cái lại bỏ bỏ này vô. Sao bữa nay hai bị ít thôi rồi lên chóc không thơ chưa cắt cái gì kìa. Có cái này nè. Dạ, cái này là bắt mày chóc rồi đây. Để về. Tiêu. Nó cắt. Nó gọn. Quá trời nhá nhiều luôn, mới chạy trốn trơn rồi. Không cả ngọn nóc kìa. Ở đâu này? Chui với cỏ rồi mọi người. Chui chỗ này. Rồi. Vô giò. Động động cái giò xanh. Hay quá. Con này bự lắm luôn. Nó bự luôn nha. Đó đụng nó. Chút này. Hết hồn nhá. Ngớt chứ nháy gì trời. Đụng ngớt mà cha. Hết tao hết. Sao nó không vô được? Wow.